thì đưa chú Chí Tài ra sân bay cho mọi người. Thì chú được đưa lên xe tang, bây giờ là tiến hành đưa chú ra sân bay. Chú Tiến Lực và tất cả cô Thu Trang và tất cả diễn viên Nhã Phương đang giúp cho mọi người. Mọi người luôn 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 lại đây mọi người ơi. Đừng có mình. Hãy đi qua rồi nha mọi người, mà tất cả diễn viên đội đi trước, Long Nhật và tất cả mọi cô chú anh chị diễn viên ca sĩ. Rất là nhiều những người từ quý chú Chí Tài cho mọi người. Cái nhà bên này nè. Cái xe hai mươi cái xe bên này nè.